萧家萧门，大战拉开帷幕，吴宗宗主突然驾临，局势再次反转。Thời gian qua đi, ở tại doanh trại của Mộ Lan Đế Quốc, hình ảnh ba lão ngoan đầu đang trong trạng thái tu luyện xuất hiện. Lúc này, ba người bọn họ đang thi triển bí pháp tập trung chữa trị cho tên hổ đầu trưởng lão, người đã bị Tiêu Viêm đánh trọng thương lúc trước. Còn ở gần đó, trong một căn phòng lớn, cái tên Nhạn Lạc Thiên vẫn đang ăn chơi trác táng, thưởng ngoạn mỹ nữ trốn lầu xanh. Cũng trong lúc đó, bên trong căn phòng nhỏ ở tại Tiêu gia, Tiêu Viêm rất nhanh đã mang kế hoạch ám sát, bàn bạc cùng Tiêu Đỉnh và Hải Ba Đông. Theo lời của Tiêu Viêm, hiện tại chuyện ám sát không thể trì hoãn, Phạn Nhất Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc huy động lực lượng tìm được đan dược quý hiếm làm cho hai gã đấu tông cường giả của đối phương hồi phục lực lượng, đến lúc đó muốn ám sát sẽ gặp không ít phiền phức. Nghe vậy, Hải Lão cùng với Tiêu Đỉnh cũng đồng ý, sau đó bàn bạc với nhau một chút, Tiêu Viêm cũng liền rời đi. Thời gian cứ thế trôi qua, trở về căn phòng nhỏ, Tiêu Viêm rất nhanh đã lấy ra phương thức điều chế thiên hồn dung huyết đan và xem thử. Vừa nhìn thấy nó, Tiêu Viêm ánh mắt ngay lập tức biến đổi, gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc khi biết đây là thất phẩm đan dược. Hơn nữa, phương thức luyện chế cùng những loại đan dược để điều chế lại vô cùng quý hiếm, muốn tìm được nó sẽ là hết sức vất vả. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm liền đem nó cất đi. Sau đó, anh ấy liền lấy ra quyển trục chứa đựng cách điều chế phệ sinh đan ra xem. Hiện tại, Tiêu Viêm cảm nhận được mặc dù Viêm Minh đã lớn mạnh, tuy nhiên so với Kim Nhạn Tông hay Mộ Lan Cốc, Viêm Minh vẫn chưa bằng được. Bởi vậy, trong thời gian ngắn cần phải bồi dưỡng ra một biệt đội có lực lượng mạnh mẽ và tất nhiên phệ sinh đan chính là cách nhanh nhất. Thế nhưng, nếu như dùng phệ sinh đan, người sử dụng sẽ gặp phải không ít phiền toái. Mặc dù vậy, để bảo vệ Viêm Minh cần có người phải hy sinh. Chính vì điều này, Tiêu Viêm đã quyết định sẽ giao lại phương thuốc này cho đại ca mình để tìm người luyện chế. Bên cạnh đó, sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Cuối cùng, khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm sau đó liền nhắm mắt lại và tiến nhập trạng thái tu luyện hồi phục lại sức lực. Và rất nhanh, từ trên người anh ấy, đấu khí đã liền bạo phát, bao phủ lại toàn bộ nơi này. Lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một vòng xoáy cũng liền xuất hiện. Cuối cùng, trải qua thời gian dài, theo cử động của Tiêu Viêm, đấu khí bên ngoài cũng dần dung nhập vào cơ thể. Cuối cùng, thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt. Nương theo đó, một luồng hỏa diễm trên khóe mắt cũng liền tỏa ra. Khi hỏa diễm dần nhạt đi, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi. Theo anh ấy cảm nhận, chiến đấu mới chính là phương pháp để tăng thực lực nhanh nhất. Trải qua trận chiến lúc trước, thực lực lại tăng tiến thêm một chút. Hiện tại, chính mình đã củng cố vững chắc ở đấu hoàng cảnh giới. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm ánh mắt chợt trở nên sắc lẹm. Lấy ra phiến ngọc mà Tiểu Y Tiên đưa cho, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Bắt đầu thôi, hôm nay sẽ động thủ." Thời gian cứ thế trôi qua, khi ánh bình minh chiếu rọi trên đỉnh núi, Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm và Gia Lão ánh mắt đang hướng về phía xa. Nhìn hai người bên cạnh, thanh âm trầm ấm của Hải Ba Đông bất chợt vang lên nói: "Mị Độ Toa còn chưa đến sao? Ta đã phái người đến thông báo cho nàng, chắc hẳn đang chỉnh đốn lại cường giả xa nhân tộc, rất nhanh sẽ xuất hiện thôi." Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm liền hướng về phía xa. Nương theo ánh mắt anh ấy rời đi, ở phía trước vài bóng người xuất hiện. Lấy tốc độ như tia chớp, những người kia rất nhanh đã đứng trước mắt của Tiêu Viêm. Ở chính giữa, một nữ nhân mặc áo bào đen xuất hiện. Nhìn thấy ba người Tiêu Viêm, những vị cường giả của xà nhân tộc cũng liền khom người hành lễ. Còn Mị Độ Toa, nàng rất nhanh đã hướng về phía Tiêu Viêm và bước tới. Nhìn Mị Độ Toa, Tiêu Viêm cười nhẹ, ánh nhìn đầy trìu mến, khẽ mỉm cười, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Nếu đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta xuất phát thôi." Nghe vậy, Mị Độ Toa liền hướng về phía tộc nhân của mình nói: "Nhớ kỹ, khi ta tiến vào trong thành, các ngươi toàn bộ đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hải Ba Đông, không được làm trái. Nếu trên đường có gì bất chắc, đừng trách bản vương dùng tộc quy để xử tội." Nghe vậy, những vị cường giả của xà nhân tộc cũng liền gật đầu đồng ý. Còn Mị Độ Toa và Tiêu Viêm nhìn nhau một cái. Sau đó, hai người cũng liền hướng về phía trước và bay đi. Theo sau họ, tất cả cường giả hai cánh khẽ động cũng liền phóng người đi theo. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm cùng Mị Độ Toa và những cường giả rất nhanh đã có mặt trên đỉnh một ngọn núi. Phía trước họ chính là hình ảnh nơi đóng quân của hai nước Mộ Lam và Lạc Nhạn Đế Quốc. Hướng ánh mắt ra xa, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Ở đây phòng ngự nghiêm ngặt, xem ra đối phương cũng có sự phòng bị. Không phải cô ta đưa cho ngươi một viên ngọc phiến sao? Đem nó bóp nát, cô ta sẽ thu lại một ít phòng ngự. Đợi trời tối chúng ta sẽ hành động, với thực lực hai người chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì." Dứt lời, Tiêu Viêm liền đem miếng ngọc kia ra và bóp nát. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Hiện tại, chúng ta ở đây chờ trời tối." Nghe vậy, Mị Độ Toa không nói gì, nàng vẫn im lặng như cũ. Thấy thế, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại nói: "Việc kia, ngày hôm qua, thật xin lỗi." "Người không cần phải xin lỗi. Cô yên tâm, thiên hồn dung huyết đan, trong vòng 2 năm, ta chắc chắn sẽ luyện chế thành công." Nghe vậy, Mị Độ Toa gật đầu, đang định nói gì đó, thì đột nhiên từ phía xa, một con rơi nhỏ đột nhiên đi tới. Lấy tờ giấy mở ra, Mị Độ Toa nhìn Tiêu Viêm nói:
Đây là địa đồ bên trong thành thị ghi rõ nơi ở của Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, vẻ mặt đầy phấn khích, thanh âm vang lên nói: Nhạn Lạc Thiên ở thành Bắc mà Mộ Lan Tam Lão lại ở phía Tây thành, xem ra chúng ta phải tính toán hành động. Nhạn Lạc Thiên giao cho ta, còn Mộ Lan Tam Lão người xử lý hẳn không có vấn đề gì chứ? Được, vậy cô cẩn thận một chút. Dứt lời, hai người cũng liền phóng người đi và chia nhau ra hành động. Không gian qua đi, ở tại căn phòng nơi Nhạn Lạc Thiên đang cùng mỹ nữ chơi đùa, trong một góc nhỏ, thân hình mỹ độ toa với áo bảo đen rất nhanh đã xuất hiện. Đúng vào lúc tên kia không để ý, lưỡi kiếm trong tay mỹ độ toa đã xuất hiện. Sau đó, nàng liền lao tới đánh về phía Nhạn Lạc Thiên. Thế vậy, tên kia vội vàng né tránh, thế nhưng đáng tiếc, hắn ta đã không kịp. Bởi vậy, bị một kiếm kia đánh trúng, thân thể Nhạn Lạc Thiên liền về với cát bụi. Còn tại một nơi khác, bên ngoài doanh trại của Mộ Lan Cốc, Tiêu Viêm rất nhanh đã lẻn vào bên trong và tìm được vị trí của Mộ Lan Tam Lão. Rất nhanh, cảnh tượng ba tên kia đang hợp lực thi triển bí pháp để trị thương cũng hiện lên trước mắt Tiêu Viêm. Ngay lập tức hành động, Tiêu Viêm liền dùng ra ba phân thân. Sau đó, anh ấy ngưng tụ một quyền đánh thẳng xuống phía dưới. Nhìn bóng người bất chợt xuất hiện, đấu khí hùng hồn phát ra, ba người Mộ Lan Tam Lão liên thủ, quyền cước nhắm thẳng bóng người lao tới. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi này nổ tung. Thế nhưng trong tình huống đó, phân thân chính đã hướng tới tên trưởng lão bị trọng thương. Sau đó một đòn tung ra, Tiêu Viêm liền kết liễu sinh mệnh của hắn. Thế vậy, hai tên còn lại của Mộ Lan Tam Lão vẫn nộ. Ngay lập tức, bọn họ liền đuổi theo Tiêu Viêm. Không những thế, ở phía sau, rất nhiều bóng người với hai cánh sau lưng đã hướng về phía Tiêu Viêm truy đuổi. Thế vậy, Tiêu Viêm liền một đường đánh tới. Rất nhanh, anh ấy đã xuyên thủng toàn bộ đám cường giả của Mộ Lan Cốc. Sau đó, với tốc độ như tia chớp, anh ấy còn nhanh chóng đả thương vài tên đấu vương, khiến đám người kia suy giảm lực lượng nhanh chóng. Thế vậy, hai tên trưởng lão của Mộ Lan Cốc phẫn nộ, từ trong cơ thể đấu khí ầm ầm bạo phát. Giữa không trung, một quả cầu ngưng tụ lực lượng khủng bố đã thành hình. Còn Tiêu Viêm, phía sau anh ấy, đám đấu vương trưởng lão vẫn đang không ngừng truy đuổi, lực lượng của bọn chúng là cực kỳ cường hãn. Bởi thế, anh ấy đành liều mạng, thân thể dừng lại giữa không trung, bàn tay khép lại, một luồng năng lượng kinh khủng mang theo hỏa diễm ầm ầm bạo phát. Sau đó, toàn bộ ngưng tụ lại một điểm, giữa ngực Tiêu Viêm, một đóa sen đã thành hình, sau đó đánh thẳng về phía trước, hướng về quả cầu đang phóng tới. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm làm sáng bừng bầu trời đêm bạo phát. Khi kinh khí thổi qua, toàn bộ nơi này như rung động. Nhất thời, tất cả mọi người đều phải tránh xa luồng hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Đến khi khói bụi qua đi, Tiêu Viêm sắc mặt đã trở nên đen sạm. Còn hai tên gia hỏa của Mộ Lan Tam Lão, sau một đòn đó, bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Thế nhưng chưa kịp hoàn hồn, mỹ độ toa đã liền hiện ra. Thấy vậy, hai tên kia chạy sâu vào trong rừng trốn thoát. Thế nhưng đáng tiếc, mỹ độ toa không cho bọn chúng cơ hội. Chỉ trong tích tắc, cầm lưỡi kiếm sắc nhọn trong tay, nàng đã từ từ tiến tới và một kiếm kết liễu bọn chúng, tiễn hai tên kia về với cát bụi. Đến đây thì hết tập 68/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.